về cho các bé trai và bé gái nhé. Thì mình sẽ mua một cái bộ này, ví dụ là bộ Star cho con trai này, thì sẽ gồm có hai cái thân màu đỏ và thân màu đen. Tương ứng thì mình đi kèm là cái hai cái đầu khác nhau để các con có thể đánh nhà trên lớp chẳng hạn, hoặc là đem đi du lịch. Các cái chơi cái sticker tương ứng này thì các con dán vào cái phần chân như hướng dẫn này, các con cắt dán sticker để thay đổi cho nó thú vị đối với trẻ con thôi. Đây, con đây là cái cục sạc. Tương tự như vậy thì ở bên Frozen thì cho các bạn biết là có thân xanh và thân đâu đây các sticker. Sticker này thì mình có thể dán như hướng dẫn thay đổi cái chân, cái chân cho các con. Make in Sonami, đây là cái đầu bàn chải nhé. Còn cái cục sạc thì có Make in Channel, họ biết cũng rất là chi tiết trên cái thân hộp này.